Đấy, hiện tại Hiếu đang ở trên đường, đang chạy xe ô tô trên đường thì không may là cái còi của chúng ta nó bị chết, nó không kêu được. Thì Hiếu sẽ chỉ cho anh em cách xử lý nhá. Anh em nhìn đây. Đấy. Hiếu sẽ cận cảnh nhá. Hiện tại thì máy vẫn đang nổ anh em nhá. Đấy, vòng tua của nó lên gần 1.000 này này. Đấy, thì Hiếu đang dừng xe rồi, Hiếu đang tấp vào rệ rồi, vào rệ đường. Bây giờ Hiếu sẽ bật đèn cảnh báo lên. Đấy. Thì cái nguyên nhân mà còi không được như thế này ấy, anh em nhìn thấy không? Còi không được này thì cái thứ nhất là hỏng còi và cái thứ hai là bị cháy cầu chì. Nhưng mà trên xe ô tô thì còi thì ít hỏng lắm, đa số là cháy cầu chì anh em nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống chúng ta xử lý. Rồi, bây giờ Hiếu sẽ tháo cái dây an toàn ra. Anh em nhớ kéo phanh tay, tắt máy đi cũng được. Chúng ta tắt máy đi cho nó yên tâm để chúng ta thao tác nhá. Anh em chúng ta tắt máy đi. Anh em quý ô tắt máy đi thì đèn cảnh báo chúng ta vẫn bật để cho anh em đằng sau nó biết là chúng ta đang dừng xe. Bây giờ chúng ta mở cửa xe này. Đấy, vị trí dưới đây là nó có chữ mở cốp này anh em này. Bật cốp lên này. Đó, chúng ta đi ra ngoài. Hiếu chia sẻ cho cái video này cho tất cả anh em nào đang đi xe hơi ô tô mà chưa biết cách xử lý nha. Đây, còi của chúng ta đây. Còi ở vị trí đây. Thì ở trên cái khoang điều khiển của nó có một hộp cầu chì ở vị trí đây này. Anh em chúng ta mở ra này. Đấy. Thì đây là cái cầu chì của nó mà chúng ta không biết là cầu chì còi ở chỗ nào thì anh em chúng ta lật cái ốp này lên này. Đấy. Thì anh em chúng ta nhìn cái còi ở vị trí nào. Đây, còi này. Còi 10A này. Thì những cái cầu chì thì thường thường ấy, thường thường chúng ta thay thì lung tung. Tất cả anh em thợ thay nhiều khi nó không đúng cái chỉ số của nó thì chúng ta thôi. Anh em chúng ta đếm này. Đây là một cái hình vuông này. Anh em chúng ta đếm này. Một là 10A quạt gió này, 30A thì chúng ta đếm, chúng ta không quan trọng được cái này, chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4. 4 cái là đến cái còi thì chúng ta đếm ở vị trí đây. 1, 2, 3, 4. Thì cái hình ô vuông của nó như này đúng không? Anh em nhìn này. Đấy, chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 là đến cái còi. 1, 2, 3, 4 đến cái còi. Ở đây trên này nó có cái vị trí nó có cái kẹp cầu chì. Anh em chúng ta nhổ ra này. Đấy. Đấy, 10A. Cái này bị chết rồi. Bây giờ anh em chúng ta vứt cái này đi nhá, khéo cắm vào lốp này. Ở trên hộp, trên cái hộp mạch của chúng ta thì không có cái nào 10A rồi anh em ạ. Nó chỉ có 15A, 15, 20, 25, 30, 7,5. Anh em chúng ta lấy đại một cái nào đấy đi. Chúng ta lấy cái 15A cũng được. Kẹp lên. Đấy. Bây giờ nó không có thì chúng ta phải lấy tạm thôi. Còn anh em chúng ta thay sau. Đây, chúng ta thay vào đây nha. Đấy, thay tạm cái 15A vào đây. Rồi. Nắp lại. Thử phát. Ok anh em ạ.
Đấy, đơn giản thế thôi anh em. Quan trọng là anh em chúng ta biết một chút xíu vị trí cầu chì của chúng ta ở vị trí nào. Đấy, ok. Đi xe mà không có còi là rất là gai anh em ạ. Đấy. Rồi, ok. Như vậy là Hiếu vừa mới nắp cái cầu chì cho xe nhá. Ngon lành cành đào rồi. Thử phát này. Ok. Đấy. Như vậy là Hiếu vừa chia sẻ cho anh em cách nắp cái cầu chì cho xe ô tô. Nói chung ô tô hay xe máy cũng thế. Cầu chì thì nó thỉnh thoảng nó cháy chập là bình thường. Mất còi, mất kiếc là rất là bình thường, là ok luôn. Anh em chúng ta chỉ cần biết cái vị trí cầu chì và chúng ta thay đi thôi. Cái cầu chì 10A với 15A thì nó cũng không quan trọng gì đâu anh em ạ. Quan trọng là anh em chúng ta nắp vào là được. Ví dụ như là 10A thì chúng ta có thể lắp đến 15A vẫn chạy bình thường, hay là 20A vẫn chạy bình thường. Cho nên là anh em chúng ta không quan trọng là chúng ta phải lấy đúng 10A anh em nha. Quan trọng bây giờ chúng ta xử lý để chúng ta còi được. Chúng ta còi, chúng ta đi xe được anh em ạ. Đấy, rất là ok luôn.